Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay thì mình tiếp tục đi làm con máy xúc Comat xanh. Đó thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các bác về cái mặt bằng hôm nay cũng như là lát nữa mình sẽ thi công trực tiếp anh em nhé. Thì hôm vừa rồi thì mình cũng có làm một cái video đó là chuyển cái máy xúc về đây, xong sau đó là quăng hết cái đống đất mà ở chỗ máy mình đang đứng đây. Thì có cả em Phú làm nữa. Thì đến tập hôm nay thì em Phú em đã quăng hết ra ngoài này rồi, thì mình sẽ làm hoàn thiện lại nốt anh em nhé. Thì ở phía bên ngoài này lúc trước nó là một cái móng kè xây đá, xây gạch xỉ bê tông anh em, nhưng mà nó bị lở rồi, nó bị gãy, nó ăn dưới kia rồi. Thì bây giờ hôm trước thì mình có móc lên nhưng mà nó bị thiếu đất. Bây giờ người ta yêu cầu là muốn là trong này nó cao hơn ở ngoài kia để sau này nó lún dần là vừa anh em nhé. Đó, những cái bên này là mình cũng đã ép bớt cho đất ra dần rồi nhưng mà là chưa hoàn thiện thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi lên đằng kia để dọn hết những cái cỏ xung quanh kia. Đấy, dọn hết những cái đó xong sau đó là gạt hết đằng này anh em nhé. Ở cái video này thì nó sẽ rất là dài đấy, có khi là nó phải khoảng độ 30 phút trên 30 phút đấy anh em nhé. Thì mình sẽ làm hoàn thiện cái này trong xem là cái thời gian của nó là hết bao nhiêu. Đấy, bây giờ nó đã là một phút mười mấy giây rồi đó, hy vọng là nó sẽ xong sớm. Ok, hôm nay thời tiết thì nó rất là nắng anh em ạ. Bật chìa khóa lên thế nào. Không thấy có điện đây này các bác. Cái máy này. Không thấy có điện. Hay là bác nào lại mượn cái bình của em đi rồi. Thì có gì anh em ạ? Bình thì chắc là vẫn còn ở đây thôi. Để xem có còn cái cà lê được không? Kiểm tra xem nào. Đây, để bác nào để mượn cái bình của mình đi rồi. Không thấy có điện gì cả. Bơm điện thì không thấy hoạt động nữa rồi. Bơm điện này. Không thể hoạt động anh em ạ, sợ để mất cả cái bình này đi thì nguy hiểm mà, để ở cái chỗ một mình như thế này. Gặp bác nào mà hay đi làm về sông nước, các bác ấy biết về cái ắc quy kia là các bác ấy hay mượn lắm, hay cầm nhầm lắm các bác. Thử mở ra xem, kiểm tra xem còn bình không, sao lại điện lại không lên. Này nó hơi chặt một chút anh em nhé, do là cái phía bên dưới nó hơi bị ghì chặt. Mình sẽ vặn dần dần như thế này, vặn bằng tay thì nó hơi chặt. Đó là mình vẫn còn anh em nhé, mất mát đây này, không hiểu sao nó lại tụt được cái mát này ra này. Đó, mát này nó bị tụt ra. Cái sắt này nó ấy vào. Và bây giờ mình sẽ ấy ra để cho nó xuống bên dưới của cái hàn này đi. Lúc trưa nay mình với em Phú về thì nó vẫn bình thường mà thế nào. Nhưng bây giờ mà nó mất được cái ấy này, tụt được cái này ra. Lúc trước là cái máy này là người khác mua ấy anh em, người ta sợ bị mất cái bình này cho nên người ta hàn vào như vậy đấy. Cái này đóng xuống nhé. Nhiều khi mình đi làm như này là cứ bật điện mà không thấy lên thì cứ đi kiểm tra bình thôi. Mai kia mình sẽ lấy cà lê 13 về mình vặn. Ở đây của mình chỉ có đúng hai con, con 17 này với lại con 19 thôi. Cho nên là bây giờ chưa vặn được. Rồi đặt vào đây xong lên thử để anh em nhé. Tự dừng nó lại mất. Đó, anh em thấy không? Để lên nè. Đấy. Cũng may là mình kiểm tra cái chỗ bình này chứ không thì nó không có mát thì nó cũng không thể ấy được.
không có ma thì nó không thể nổ được. Cái này mà cho em Phú một mình ra đây thì đúng là sẽ không biết xử lý những cái này, bởi vì là chưa gặp trường hợp này bao giờ. Đây là cái ấy của mình này, là nó vặn cố định ở đây đấy anh em nhá, chứ không phải là khóa cái gì đâu. Đó. Ok. Cho cái ấy lên này. Do là cái này nó cứ rung rung như này này. Đấy, cho nên là mình để cái khăn này ở đây để cho nó tì vào nó cũng đỡ ấy. Đó. Bây giờ mình sẽ lên phía đằng trên này để cào những cái rác anh em nhé, cào những cái rác ở góc này này, chỗ này thiếu thì lát nữa sẽ múc để bù thêm vào. Đây nó có cái cây mít thì cứ cạnh nó này. Đang thêm lại cào hết nó đi. Cào lên một đoạn xong là mình mới đi vào để mình ủ được. Sát vào cái chỗ lưới B40 này đi. Những cái hàng rào này là người ta rào là ở mép kia. Cào ra như này là nó sẽ sạch sẽ đi thôi. Mặt bằng ở đây nghe nhá. Cái ben của mình hiện tại bây giờ nó đang bị kẹt cái dây nó gọi là cái dây số ben này này, bị kẹt. Làm này là nó đang rất là mắc luôn. Đấy, cho cái da cao ủi ra đây để nó gạt xuống cái rãnh thế này đi. Bây giờ đi về để ủi ra cái mép này cho anh em nhá. Cái này của mình hiện tại bây giờ nó đang bị mắc kẹt bốn vào bên này. Thầy gạt bằng ấy thì nó sẽ ấy hơn. Máy này nó bị kẹt kẹt cái phần bên cây toa anh em.
Bây giờ mình đi lên để ngủ từ cái mép ngoài này vào anh em nhé. Cái đầu ngoài nó cao lên. Đấy, bắt đầu là nó đầu này, đầu đằng này nó thấp hơn, đầu đằng này cao hơn rồi, đúng đúng theo cái yêu cầu của người ta đó nhé. Hơi lõm một chút ạ. Ngoài này nữa anh em nhé. Cứ để ở mép này, lát nữa mình sẽ san sau. Tay là em hay co cái gầu quá là tạo nó xuống hơi sâu. Nó hơi lươn lươn lên đấy nhé. Đấy, rồi đất ở đây để lát nữa thì mình sẽ múc sang cái vế bên ngoài kia. Đó. Quay lại. Đấy, những cái mép kia cũng mình cũng làm như vậy anh em nhé. Cơ bản là mình cứ tính làm sao để cho nó đủ đất. Đấy, làm sao cho nó đủ đất là ok. Cái này nó có cỏ cỏ này mình sẽ cào đi luôn. Cái cục to to này sẽ ủi hết đi. Đấy,
này nó vẫn để ở đất này, ngoài này vẫn chứa được đất này. Đó, nó ra đây một chút. Bây giờ mình sẽ lùi sang để làm hết cái vế ở bên sát nhà kia anh em nhé. Không hoàn như cái này thì lát nữa mình sẽ trần vừa ủi xong. Đây nó có những cái cục. Rất là khó vỡ rồi đấy. Coi như là tương đối anh em nhá. Bây giờ mình sẽ là đi một đường và đi sâu sát cái nhà nữa, xong bắt đầu là lại đi lại ủi lại một vế kia nữa. Như vậy thì cái mặt bằng của mình nó sẽ dần nó sẽ hiện lên. Đây. Này thì mình sẽ đi sát vào cái mép. Toàn bộ thì mình sẽ di chuyển bằng chân hết anh em nhé. Anh em hạn chế tối đa là đi bằng tay thôi. Bởi vì khi mà mình ủi cái lu này thì nó sẽ yêu cầu là có những chỗ là nó yêu cầu phải kết hợp rất là nhiều các cái động tác. Như vậy là mình kết hợp được luôn cả cái chân này thì là làm thì nó sẽ nhanh mà nó sẽ kết hợp được rất là nhiều động tác. Bây giờ tranh thủ đi lại là lu luôn. Cái xe này thì mình sẽ ra đến bên ngoài này một chút anh em nhá. Còn cái ô này tí nữa mình sẽ lu sau. Bởi vì là ở cái lu mặt bằng này thì mình cái ủi mặt bằng này mình sẽ không ủi được dần đi đâu. Mà cứ thưa ra một chút xong là bắt đầu mình nắn chỉnh dần. Bây giờ mình sẽ cho ra bên này. Để khi mà lát nữa nó thừa lại một ít mình san ra nữa là vừa. Đây là có một lớp mỏng này. Nó hơi, ở chỗ này nó hơi cao thì mình sẽ hạ thấp bớt nó xuống. Tí nữa thì còn cái mặt bằng cái nữa anh em nhé. Đây anh em thấy không? Hai bên này nó gần bằng nhau rồi đấy. Mà dù tí chỗ này nó thiếu thì mình sẽ bổ sung thêm một ít nữa thôi là ok. Video này nó được 19 phút rồi thì mình sẽ cố gắng để làm hết những cái phần bên kia nữa. Trong vòng khoảng 30 phút, hơn 30 phút là nó sẽ hoàn thiện đến 90% anh em nhé. Ngay từ đầu thì mình đã bảo với anh em là nó sẽ hơi dài hơn một chút rồi mà. Nhưng mà đấy là toàn bộ quá trình làm anh em nhé. Mình đều chia sẻ nói chung là từ đầu đến cuối đấy. Không phải là mình làm cắt gọn, cắt ghép video đâu. Làm từ đầu đến cuối luôn. Bây giờ mình sẽ cho ra cái mép này anh em nhé. Cho ra hẳn bên mép này.
kia để lại, sau này mình sẽ ủi sau. Đây, cái chỗ này là nó đang yếu này, để nó cao lên xong rồi lu lên. Đấy, bây giờ mình sẽ đi lại cái hồ này. Nha, thấy không? Cái mặt bằng bắt đầu nó cứ dần dần đều như vậy lên đấy. Chỗ này là nó hơi lồi ra này. Nhưng mà cái đất mỏng như này mình ủi thì nó sẽ rất là nhanh và rất là nhạt. Vừa lu được luôn mà ủi như này nó lại phẳng. Ra mép vực rồi. Gạt ra cái mép này đi. Chỗ này cho cao lên một chút anh em nhé. Cái bên này phải cho cao hơn để sau này nó lún là vừa. Ba nó mình đi vào là nó sẽ lún xuống. Về cơ bản nó đã xong rồi. Bây giờ mình chỉ ủi qua những cái lớp mỏng này nữa thôi. Bây giờ đi ra hẳn chỗ này đi. Ra hẳn ra ngoài này, ủi từ ngoài đường vào luôn. Đây, bắt đầu ủi từ chỗ này. Ngoài đường này anh nhé. Nó có một lớp mỏng mỏng đi vào, nó sẽ rất là đều nhau. Đấy, chỗ này nó hơi thiếu này. Anh chủ nhà anh ấy muốn là đổ thêm vào đây cho nên là đang gọi thêm 2 xe nữa rồi. Đó. Để gạt cái tấm bê tông này. Xích của mình quẹt vào cái ấy kia, đổ cái cọc này rồi à, nó bị ăn vào cái nó bị ăn vào cái lưới B40 này. Đó. Đổ một cái gãy với cái cọc kia rồi, gãy một cái cọc này nha. Bây giờ lu cái đường bên này nữa, lu một đường ở đây nữa là xong, ok nha nhé. Sau là mình chỉ cần lưu lên nữa thôi là xong rồi. Còn là dọn qua ấy một chút nữa thôi. Làm dí những cái ở bên ngoài này. Những cái này là mình dí vào nữa thôi. Cái video này nó dài quá rồi. Lát nữa thì mình sẽ dí sau thì mình sẽ bỏ qua cái đoạn đó anh em nhé. Bởi vì là cái công trình nó làm nhiều như này thì quay nó vừa phải đâu. Bây giờ mình sẽ sang một cái ghế bên này. Nói chung là cái công trình này người ta chỉ san thôi, sau này người ta bán nha anh em. Người ta bán cái chỗ đất này thôi, cho nên là làm nó cũng không cần nó phải là đẹp và kỹ quá. Người ta chưa làm nhà nhức ngay đâu, người ta chỉ bán đất thôi. Đó. Thôi cái video này của mình nhá, mình giờ xin làm đến đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả nhá. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy
comment ý kiến của các bác ở bên dưới cái video này. Đó. Đây, toàn bộ cái mặt bằng nó cũng đã tương đối rồi. Bây giờ còn những chỗ ngoài này thì mình sẽ gạt lên cho nó thôi. Đây, em đi ra để ép những cái ngoài này đây này. Đây. Ép như này. Này thì mình đi ngang ra để mình ép thôi. Thôi mình sẽ làm ở cái này nó có ít thôi nhỉ, nó cũng không đáng kể. Thôi mình xin kết thúc video đây, hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Ok, chào anh em.